Thư à, nếu con thấy được cái video này á thì con hãy về nhà với ba mẹ đi, ông nội đó, nội nữa, với ông nội bà nội và các em. Ông nội là nội đang bệnh nặng, ba với mẹ với ông nội bà nội với các em nhà đang trông chờ con á. Bà nội với ông nội đang bệnh rất là nhiều luôn á. Nếu mà con thấy được video này thì con hãy về với ba mẹ đi. Ba nói đi. Ba mẹ đâu có cần con làm để kiếm tiền. Đồng tiền của con làm cực lắm. Về đi con. Dạ rồi, em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Dạ. Yeah. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em là Lê Thị Ngọc Giàu. Dạ. Em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ, còn anh trai? Nguyễn Nhân Hòa, đến từ Tây Ninh ạ. Dạ. Hôm nay hai anh chị lặn lội một quãng đường rất là xa xôi đúng không ạ? Dạ. Từ Tây Ninh để về Bình Dương. Dạ. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Tìm con Nguyễn Minh Thư. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi anh? Tháng 10 này nữa là 18 tuổi. Dạ. Bé là bỏ đi ngày nào anh trai? Ngày 26 của tháng 4. Và hôm nay là ngày 28. Dạ. Vậy là 2 ngày trời. Dạ. Lý do nguyên nhân gì mà bé bỏ đi ạ? Nghiện game, mới quen được bạn chơi game sao khoảng nửa tháng là bỏ đi luôn. Trời đất ơi. Khi đi thì con nhà mình có mang theo thứ gì đi không anh? Có bộ đồ với cái máy iPhone. Có tiền bạc gì không anh ạ? Dạ không. Vậy là đi là có người tới đón hay là bé tự bắt xe đi? Có người tới đón. Hẹn trước. Mình có khu vực nhà mình có camera không? Có mà... Có camera xã mà nó mờ. Họ là dùng phương tiện gì để đón con nhà mình? Nghĩ xe Honda quá. Xe Honda. Yeah. Trong cái ngày 26 á, anh chị hoặc là người thân trong gia đình có ai la dạy gì bé không? Dạ yeah, không, cũng bình thường vui vẻ lắm mà tự quá nghe lời người ta xúi dục lũ rê đi. Con nhà mình ở Tây Ninh là có đi làm hay là đi học gì không ạ? Dạ bé học được lớp 12 được tới hết kỳ 1 rồi, tới qua kỳ 2 là bé học không nổi nữa thì bé nghỉ. Nghỉ ở nhà săn sóc bà nội. Săn sóc bà nội rồi chơi game. Không hiểu quen hồi nào chắc nửa tháng. Nhà mình được đông con không anh chị? Dạ em được 3 cháu. Bé này là thứ mấy đây? Dạ bé này là bé lớn. Là thứ chị 2. Cả đúng không ạ? Dạ. Vậy là ở nhà thì có chăm sóc bà nội cũng như là việc nội trợ trong gia đình đúng không? Dạ. Yeah. Và đặc biệt rằng như anh chia sẻ rằng con nhà mình chơi điện thoại rất nhiều. Dạ đúng. Yeah. Và chơi game. Dạ. Yeah. Một ngày thì theo như anh chị quan sát thấy con nhà mình một ngày thì chơi điện thoại và chơi game nó thì khoảng mấy tiếng đồng hồ? Hình như là ban ngày thì nó cũng giảm bớt nhưng mà ban đêm từ 8 giờ tới là 2 giờ khuya. 8 giờ tối? Yeah. Tới 2 giờ khuya? Dạ. Yeah. Trời đất ơi, sao con mình chơi nhiều vậy mà ba mẹ không can thiệp vào hả? Tại tích nghĩa. Em có la rầy nhưng mà cháu nói là cháu sẽ giảm bớt lại. Nhưng mà ơi. Ở trong nhà thì cháu vẫn chơi trong phòng cháu vẫn chơi. 8 giờ mà đến 2 giờ khuya là chơi thời gian rất nhiều, chưa tính là ban ngày nữa. Đúng yeah. không ạ? Yeah. Anh chị làm công việc gì đây? Làm mướn. Là sáng đi tối về hay là như thế nào? Bán cá sáng đi trưa về. À, vậy là thời gian ở nhà rất nhiều. Dạ. Yeah. Mình là ở chung nhà đông người không anh chị? Ông bà nội với hai đứa em nó với vợ chồng tôi. Vậy là 7 thành viên. Dạ. Yeah. Con nhà mình mỗi lần ấy chơi game ấy, anh chị nhắc nhở thì bé có phản ứng như thế nào? Có phản ứng là cọc cằn. La lại máy của con sao ba lấy. Tức là chả treo. Dạ. Yeah. Theo như anh chị nhận định con nhà mình có ngoan không? Ngoan thì có ngoan nhưng mà ý là cái lúc game thôi, lúc game nó nghiện rồi. Chỉ mấy lần mà chơi game, cha mẹ la thì bé gọi là phản ứng đúng không ạ? Dạ. Yeah. Còn bình thường thì có lễ phép không ạ? Ngoan. Yeah. Bình thường nó ngoan. Ngoan lắm hả? Dạ. Yeah. Anh và chị ai là người thường xuyên tâm sự với con nhất? Dạ, tưởng hai vợ chồng kiểu như hay phiền nhau nói chuyện. Mỗi lần tâm sự với con á, chị hay tâm sự với con điều gì? Dạ thì kêu bé thì cứ chăm lo học rồi lo ngoan học hành rồi này kia.
chứ đừng có lo nghĩ tới việc đi làm hay này kia, tại vì em cũng đã lo rồi á, Dạ. cho nên là kêu bé thì thôi đừng có lo mấy vụ đó. Kêu bỏ game luôn Khi em kêu chứ. là thôi đừng có chơi game nữa, chơi game nữa thì không có tốt, nhưng mà bé kêu là bé chỉ chơi xíu thôi, nhưng mà thường xuyên em vô em thấy thì bé nó vẫn chơi. Có bao giờ chị bắt gặp con nhà mình cầm điện thoại mà nói chuyện điện thoại hoặc gọi điện với ai đó không? Chơi game, dù game với nói chuyện trên game luôn á. Online, em Dạ. biết. Tức là chơi hình thức game đấy là chơi online và nói chuyện luôn á, gọi là nói chuyện trực tuyến luôn đấy, đúng không? Và tới giờ phút này thì cả hai vợ chồng anh chị khi biết được cái tin con mà yêu cái bạn ở trên mạng xã hội đúng không ạ? Và bỏ nhà đi thì Rồi quên. hoàn toàn là tá hỏa và té ngửa ra. Mình có biết được cái thông tin rằng cái bạn đó ở đâu không? Dạ em thấy ở trên Facebook thì bạn đó để là quê quán thì ở An Giang, nhưng mà hiện tại làm việc là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tìm không ra. Mình biết tên Dạ tên là Nguyễn Hữu Toàn. không? Nguyễn Hữu Toàn ha. Mình biết được độ tuổi không? Dạ không, tại cái đó Không chỉ ha. để là ngày với tháng sinh thôi chứ không để Con năm. gái nhà mình có bao giờ chia sẻ với ba mẹ rằng xin phép ba mẹ là con có quen bạn trai Dạ không, không? Không. Không ha. chỉ trong vòng mười mấy ngày thôi, nhưng chỉ mới mà đây thôi chứ bình thường thì không có. trước kia là không có. Nó rồi quên là đi làm tháng mấy mấy chục vậy đó, Trời rồi đất nghe. ơi, lại tháng mấy chục triệu nữa. Nhà mình kinh tế thế nào? Cũng Dạ ổn. cũng ổn. Nếu mà kinh doanh buôn bán cá đúng không ạ? Thì buôn bán kinh doanh là em thấy là thu nhập tốt đấy. Dạ cũng được, cũng được. Cũng đủ Dư sức sống. sống, đúng không ạ? Không để cho con cái thiếu thốn thứ gì đúng không ạ? Dạ đúng Nhà rồi. mình ở Tây Ninh này, nhà mình có nhà không? Dạ Dạ có. Có nhà đúng không ạ? Nói chung là về điều kiện kinh tế thì dư sức để lo cho con cái. Không có cái gì đó để mà khiến con cái phải thiếu thốn ấy, để phải đi làm hết đúng không ạ? Nhưng có thể lần này là con cái ấy, mình thứ nhất là chơi game, thứ hai là bị tác động bởi vì lời ngon tiếng ngọt, có thể là rủ rê. Bởi vì cái độ tuổi của con nhà mình độ tuổi mới chập chững trưởng thành. Chưa từng va chạm bên ngoài. Không có va chạm bên ngoài, không biết đi làm mướn luôn. Đôi khi chơi các trang mạng xã hội, nhìn thấy ở bên ngoài tưởng đó là màu hồng, gọi là ảo ấy, Ảo sống ảo đấy. Nên mà lần này là bị cám dỗ. Tới giờ phút này thì chưa biết đi đâu về đâu và như thế nào. Thật sự đây là một cái điều rất là đáng tiếc cho các bạn trẻ hiện nay. Đôi khi là cha mẹ nói các con không nghe đâu, cãi bướng lại nhưng mà người ngoài người ta chỉ nói vài câu là lập tức xách đồ bỏ nhà đi liền. Dạ đúng đó rồi. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đó là cái điều mà hiện nay các bậc cha mẹ đang đau đầu đấy, đang rất là lo lắng về vấn đề đó. Bởi vì bản thân em ở đây em chứng kiến và em ghi nhận rất nhiều trường hợp như vậy, và cái trường hợp con nhà mình tương tự. Hiện tại bây giờ là anh chị trong quá trình 2 ngày trời đã đi tìm con mình ở nơi nào rồi, Tây Ninh là nát rồi. hết tất cả rồi đúng không ạ? Mình đang nghi ngờ con mình đi về khu vực nào. Một là Sài Gòn, hai là Campuchia. Khả năng Campuchia theo anh suy nghĩ là lớn không? Nhưng thay vì mới 2 ngày không biết là nó chịu qua bển hay không, nhưng mà chắc không Anh đang sợ nhất con mình gặp điều gì? sự sợ nhất là sự cố đi qua bên bển rồi bán người á, buôn bán người nó Anh có khổ. sợ rằng con nhà mình bị những đối tượng xấu có thể rủ rê ép buộc khống chế làm những công việc nhạy cảm không? Những công việc vi phạm pháp luật không? Anh biết công việc nhạy cảm không? Chắc chắn là biết rồi, bởi vì bản thân anh đàn ông mà tới giờ phút này tuổi này là chắc chắn là phải biết rồi, đúng không ạ? Rất sợ. Bé nhà mình là ở ngoài có xinh như trong hình vậy không? Xinh cao mét mấy? Dạ mét 7. Mét bảy? Dạ. Trời ơi, mét bảy rất cao nhá. Dạ. Nặng nhiêu ký ạ? Nó nặng 50 54 kg. 54 kg, mét bảy, tướng này là tướng người mẫu rồi, khuôn mặt nhìn rất dễ thương. Dạ. Trời ơi, vậy là cái bạn kia là rủ dê là đi làm tháng mấy chục triệu. Chứ không phải là người Sao yêu mình biết được cái thông tin đấy? đâu. Từ nhờ qua đứa em của Minh Thư á, là bữa đi vô tình đi đám tang rồi mới quen được bạn của em Minh Thư là Minh Thi, rồi mới biết thông tin con nhỏ bạn của nhỏ em của Minh Thư á, nói là Minh Thư là mới lên chơi trang 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 bắn game này, rồi mười mấy ngày sau rồi đi.
Rất khổ, thật sự rất khổ. Cái tình trạng mà các con bỏ đi và đặc biệt cái nguyên nhân chính là chơi mạng xã hội, chơi điện thoại, chơi game, chơi các trang mạng xã hội, bỏ nhà đi rất nhiều. Trường hợp con nhà mình không ngoại lệ nên rất mong tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con, đặc biệt cho các con chơi điện thoại, phải kiểm soát được các con. Nhiều bậc phụ huynh về đây thì chia sẻ lý do là vì cái quyền riêng tư của con này không đụng tới điện thoại. Nhưng xin thưa với tất cả các bậc phụ huynh rằng nếu mình cứ như vậy thì tình trạng các con làm gì như thế nào mình đâu có biết, đâu có quản lý, quản xuyến được đâu. Rồi các con đùng cái các con bỏ nhà đi. Và khi đi đó thì chưa biết các con sẽ gặp điều gì. Rất khổ. Có những cái trường hợp gặp những cái kết thật sự rớt nước mắt. Anh chị ạ. Nên em mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con. Hãy quản lý chặt chẽ vào. Bởi vì thời buổi hiện tại chứ không phải thời buổi giống ngày xưa nữa đâu. Nhiều cặp bẫy lắm. Nhưng mà đừng có lơi là buông lỏng cho các con. Sự rất là buồn. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của chị. Hy vọng con gái của chị xem được video này đang ở đâu đó để sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Chị nói đi. Mình thử à, nếu con thấy được cái video này á thì con hãy về nhà với ba mẹ đi Ông nội đó, nội với đó. ông nội bà nội và các em Ông nội đó. nội đang bệnh nặng lắm. Ba với mẹ với ông nội bà nội với các em nhà đang trông chờ con á, bà nội với ông nội đang bệnh rất là nhiều luôn á. Nếu mà con thấy được video này thì con hãy về với ba mẹ đi. Ba nói đi. Ba mẹ đâu có cần con làm để kiếm tiền. Đồng tiền của con làm cực lắm. Về đi con. Rất khổ. Hy vọng rằng con gái xem được video này thấy cả ba cả mẹ lặn lội từ Tây Ninh về Bình Dương để nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó sớm liên hệ về nhà, và đặc biệt rằng con hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì từ ngày con đi tới giờ thì cả gia đình là hoàn toàn rơi vào tình trạng là rất là đau đớn. Mất ăn mất ngủ, khổ sở đi tìm chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bỏ hết công ăn việc làm. Cả gia đình là lo lắng lắm. Nên mà con gái ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bản thân con là con gái, ngoại hình con rất là tốt, mà bên ngoài con chưa biết một cái gì, con chưa từng va chạm, chưa từng bươn chải. Con đâu có biết được con đường nào là bằng phẳng, con đường nào là gồ ghề đâu. Và thậm chí bây giờ thì bên ngoài rất là nhiều cạm bẫy. Nên mà chú mong rằng con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về. Còn nếu trường hợp tới giờ phút này mà con nghe theo lời cám dỗ dụ dỗ, mà bị các đối tượng xấu có thể là gạt con, ép buộc con làm những công việc nhạy cảm, và đặc biệt là bị lừa có thể là bán qua Campuchia, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số thứ nhất là đường dây nóng của các chú các bác công an trước là 113. Sau đó thì con gọi về số cho các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, thì các chú sẽ ngồi lại cùng với gia đình để lên kế hoạch có cách có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái nhé. Còn nếu mà con buồn phiền gia đình hoặc là con mải mê ham chơi mà con đang ở đâu đó khu vực gần Tây Ninh thì con nhanh đi về đi. Đừng làm cho ba mẹ cũng như là ông bà nội gia đình lo lắng đi tìm nữa. Nếu như con có buồn gì á thì con có điện về nói với mẹ đi. Về luôn chứ không có điện nữa, phải về luôn. Về nhà. Giờ là mấy cái máy điện thoại nó là cái người khác giữ rồi, nó chặn hết trơn rồi. Chặn hết rồi đúng Ừ. không? Đó. Chặn hết rồi. Số lạ điện mới được. Rất khổ. Anh chị có điều gì cầu cứu nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp đỡ gia đình nhà mình không? Nếu có ai coi trên cộng đồng mạng này gặp Minh Thư ở đâu chỉ giùm giúp giùm, xin cảm ơn nhiều. Dạ, xin cảm ơn cộng đồng mạng. Dạ thưa cô chú anh chị, rất mong rằng là tất cả cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức xem và chia sẻ lan tỏa cái video này, để hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương sẽ tìm được cái thông tin tin tức của bé đang ở đâu đó để sớm đưa bé quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa bé quay trở về nhà một cách an toàn nhất. Thì cái sự việc của anh chị, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí anh chị nhé. Đúng ra trong cái thời gian này này là những ngày nghỉ lễ, là gia đình đang đoàn tụ vui vẻ và đi du lịch, đi chơi, đi bời đúng không ạ? Nhưng mà đổi lại thì những cái ngày này là toàn là nước mắt thôi đúng không? Gia đình nhà người ta thì bây giờ là đang quây quần con cháu đấy, đi chơi đi bời đấy những ngày lễ mà.
nhìn lại gia đình nhà mình thật sự rất là đau đớn. Thôi thì anh chị cố gắng nhá. Em hy vọng một ngày gần nhất thì con nhà mình sẽ quay trở về thôi nhá. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ đồng ý. Cố gắng nha anh chị nha. Em không biết nói gì hơn để chúc cho hai vợ chồng anh chị về Tây Ninh thượng lộ bình an. Và chúc đại gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt nhất là con gái sẽ quay trở về trong ngày mai nhá. Và em mong rằng khi con về, mình phải có biện pháp để giáo dục con, cũng như là cái việc mà con chơi game phải tuyên truyền, nói để cho con hiểu đâu là đúng, đâu là sai và nên chơi như thế nào. Nhá. Dạ xin phép chào anh chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em chúc cho tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, cũng như là có những cái ngày nghỉ lễ bên gia đình, bên người thân thật là hạnh phúc, cũng như là vui vẻ. Em xin phép xin chào và xin hẹn lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.